thật sự có thể làm tròn tam quy thì bạn được 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ cho bạn. Thọ trì tam quy, tam quy y thì mọi người đều thọ rồi. Thọ tam quy y chỉ là hữu danh vô thực. Giải thích của tam quy, lục tổ của Thiền Tông Đại sư Huệ Năng nói hay vô cùng. Các vị xem đàn kinh thì sẽ hiểu rõ. Lục tổ cách thời đại chúng ta khoảng 1400 năm. Những người trước đây 1400 năm, họ chuyên thọ tam quy. Họ không phải dạy cho bạn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Họ không phải là dạy cách này. Bạn xem ở trong đàn kinh là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Họ dùng giác chánh tịnh, sau đó giải thích với bạn là Phật giả, giác giả. Quy y giác chính là quy y Phật, Pháp giả, chánh giả. Quy y Pháp chính là quy y chánh, Tăng giả, tịnh giả. Giác chánh tịnh là tam bảo của tự tánh, là nơi quy y chân chánh của bạn. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đối người, đối sự, đối vật, khởi tâm đồng niệm, có quy y hay không? Đối với tất cả người sự vật, khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm đều có thể giác mà không mê. Vậy là bạn thật sự quy y Phật. Chánh mà không tà là bạn quy y Pháp. Tịnh mà không nhiễm là bạn quy y Tăng. Trên tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giác chính là giác chánh tịnh. Thanh tịnh đây là tăng bảo, quý y Tăng. Bình đẳng là quý y Pháp. Bình đẳng là chánh, phía sau có giác, giác là quý y Phật. Cho nên trên đầu đề kinh đã có đủ tam bảo: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với giác chánh tịnh hay không? Nếu thực sự tương ưng thì bạn mới thực sự là đệ tử của Phật, đã thọ trì tam quy y. Ở trong giới kinh nói rất hay, thực sự có thể làm tròn tam quy thì bạn được 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ cho bạn. Nếu như bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vẫn là mê tà nhiễm, vậy thì không phải thần hộ pháp mà là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái còn nhiều hơn 36 vị hộ pháp. Yêu ma quỷ quái đến để bảo hộ cho bạn thì rắc rối của bạn càng lớn. Điều này thì không thể không biết. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới. Chúng giới chúng tôi không nói nhiều, chỉ cần ngũ giới. Ngũ giới đã thọ trì tốt chưa? Tiếp theo là bớt phạm oai nghi. Điều thứ hai này, điều thứ hai là lấy điều thứ nhất là nền tảng. Điều này các vị đồng tu chúng ta phải biết. Không có điều thứ nhất thì không có điều thứ hai. Cũng giống như xây nhà vậy, tầng lầu thứ hai nhất định là phía dưới phải có nền móng. Điều này thì không thể không biết. Những điều này thuộc về hành vi, không phải giáo học, nên phải làm cho được. Chúng ta đã làm được chưa? Nếu như đã làm được hai điều này,
điều thứ nhất, điều thứ hai đều làm tròn, thì niệm Phật sẽ giảng sanh phương tiện hữu dư độ. Đây là cấp bậc cao. Điều thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa. Cho nên điều đầu tiên là phát Bồ Đề Tâm. Tâm lượng lớn của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm. Bồ Đề là tiếng Phạn, có nghĩa là giác. Thật sự giác ngộ. Thật sự giác ngộ chính là không mê. Giác ngộ là gì? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ của ta, là chư Phật trong vị lai. Đây thật sự là giác ngộ rồi. Bạn có dám nói cha mẹ là không đúng không? Bạn có dám phê bình cha mẹ không? Vì đây mọi người gặp nhau là nói nhà họ Trương thế này, nhà họ Lý thế kia, hàng ngày phê bình người khác, chính là phê bình cha mẹ trong quá khứ, là phê bình chư Phật trong tương lai. Điều này phạm tội rất nghiêm trọng. Đây không phải là tâm Bồ Đề, mà đây là tâm luân hồi. Tâm luân hồi thì tạo nghiệp luân hồi, vì làm sao bạn có thể giảng sanh? Cho nên không thể nào không biết điều này. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.